Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Như thường lệ thế thì mình có một video gửi tặng cho anh chị nhà đầu tư nha. Đầu đầu tiên khi mà bước vào video này thì anh chị nhà đầu tư nào coi mình nhiều thì anh chị biết rồi không? Mình xin ít giây của anh chị nhà đầu tư nha. Anh chị nhớ ấn like cái video này nha anh chị và thả cho mình một cái quả tim màu tím dưới cái phần bình luận nha. Anh chị thả cho mình một cái quả tim màu tím dưới cái phần bình luận và nhớ like cái video này. Thì mình không làm mất cái thời gian của anh chị nhà đầu tư nữa, mình đi thẳng vào vấn đề luôn nha anh chị. Thì hôm vừa rồi mình có nói về câu chuyện đó là 885 anh chị, thì khi hôm nay nó chạm vào đây thì nó giống như chỗ này nè anh chị. Anh chị có thể coi lại cái video đó nha anh chị. Coi lại video đó thì anh chị thấy nó chạm, có thể nó sẽ xuyên về đây luôn. Thì anh chị nhà đầu tư có thể thấy là nó chạm về những cái vùng giá cân bằng thì nó có phản ứng giá nha anh chị. Phản ứng giá trong giai đoạn này tương đối mạnh. Thì anh chị thấy là cái câu chuyện trên thị trường thì nó luôn luôn lặp lại như vậy anh chị, và cái câu chuyện giữa phân chia và lại cái tài sản trên thị trường thì khi mà xảy ra suy thoái hoặc là khủng hoảng, xảy ra một cái thiên nga đen thì bắt đầu cái này nó sẽ phân bổ lại tài sản nha anh chị. Không thể người nào mà có thể giàu miết được, từ tùy theo là cái khả năng của mỗi người thôi nha anh chị. Ví dụ như người ta may mắn, người ta giàu có một cái giai đoạn nào đó thôi, nhưng mà gặp qua những cái trường hợp như thế này thì có thể là người ta sẽ không giữ được tiền anh chị, người ta sẽ không giữ được tiền. Thì trên thị trường nó luôn luôn lặp lại như vậy. Thì anh chị thấy là cái này nó giống như một cái phễu của thị trường thôi. Mình vẽ ở đây nha anh chị. Anh chị thấy là khi mà thị trường đi xuống thì thông tin xấu ra liên tục. Cái số lượng cổ phiếu trên thị trường, cái số lượng cổ phiếu nó vẫn y nguyên nha anh chị. Nó vẫn vẫn như vậy thôi, nó không có gì thay đổi hết, trừ những cái cổ phiếu phát hành thêm gì đó thôi. Thì anh chị thấy là nó chảy về đây thì nó đi vào một cái túi anh chị, và người ta gom lại ở những vùng giá thấp. Nó đi vào một cái túi của những cái cổ đông cực kỳ lớn và những con cá mập, người ta sẽ gom hết ở trong giai đoạn này. Và khi thị trường có những cái tín hiệu tốt tích cực đi lên, nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ vào lại thị trường và người ta sẽ mua được ở những vùng giá cao. Người ta sẽ chia cho anh chị nhà đầu tư lại những cái mã cổ phiếu ở những cái vùng giá cao. Và ở đây người ta sẽ bán hết và lên tới đây người ta sẽ phân bổ lại cho những nhà đầu tư nào mà nó yếu gì yếu. Yêu bóng vía trong giai đoạn này thì người ta sẽ phân bổ lại. Thì trong giai đoạn này thì anh chị thấy là cái thị trường của mình nó rất khốc liệt, và cái đợt gom giá này thì nó gọi là khủng khiếp trên thị trường. Nói chung là khủng khiếp trên thị trường thì nó giống như một cái bao, một cái túi vậy thôi. Cái này thì mình chia sẻ anh chị nhà đầu tư khá nhiều rồi đúng không? Và trong giai đoạn sắp tới, nếu như thị trường, ví dụ như thị trường tạo đáy được, thì nó sẽ có cái tín hiệu đó là thông tin tốt ra anh chị. Nó sẽ bơm tin tốt ra cho anh chị nhà đầu tư thấy, tại vì giá luôn luôn phản ứng trước cái thông tin. Thì khi nó chạm hỗ trợ đây rồi thì bắt đầu những cái mã cổ phiếu nó quay lại nó trần tương đối nhiều. Thì anh chị nhớ lại cho mình là cái video hôm qua mình nói chỉ cần có thông tin gì đó tích cực là thị trường nó quay lại nó trần, tại vì cái khối lượng bán không nhiều nữa anh chị, cái khối lượng bán thực chất trên thị trường nó không nhiều nữa và nó không có tiền vào mua thôi, chứ còn lại người ta kê sàn vậy thôi, nhưng mà cái khối lượng đó chỉ cần mua một cái là nó hết rồi. Thì tình sáng hôm nay anh chị thấy nó quét hết ở phía dưới lên, thì ở đây mình chưa có dám chắc chắn ở đây là cái vùng đáy nha anh chị. Nhưng ở trong cái giai đoạn này thì cái chiến lược đầu tư của anh chị nhà đầu tư là cái gì? Thì bây giờ nếu như anh chị nào có hàng thì anh chị có thể tập trung vào để mà lướt hạ giá vốn ở trong giai đoạn này. Anh chị nào đang ôm hàng không có tiền thì nằm im. Anh chị nào mà chưa phân bổ tài sản được thì ở những cái vùng giá như thế này mình chia nhỏ cái tài sản ra tầm 7 phần gì đó, mình vào trước một phần, sau đó là nếu như cái thị trường tốt ổn định đi lên mình vô 2 phần 3 phần gì thêm nữa. Còn nếu như thị trường đi xuống nữa thì mình ngưng trở lại và mình chờ cái vùng giá thấp hơn mình vào lại một phần nữa nha anh chị. Đó là những cái chiến lược ở trong giai đoạn này. Thì với cái tâm lý trong giai đoạn này, sáng nay mình chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư thật sự là rất nhiều cái tin nhắn mình gửi cho anh chị nhà đầu tư cũng như khách hàng cũng như là anh chị nhà đầu tư ở những cái room mở thì mình đã nói câu chuyện rồi. Khi người khác chán nản thì cái quan trọng nhất của mình đó là phải hoạt động nhiều hơn, mình phải tìm kiếm nhiều hơn, mình phải đọc nhiều hơn. Sáng nay mình nói anh chị và mình tìm kiếm cho anh chị một số mã cổ phiếu như GIL, VCG hoặc là một số mã như FTS. Thì hôm nay thì chiều trưa sáng nay nó cũng đã trần lại rồi. Hôm qua thì mình tham gia vào Hoa Sen, mình mua để thăm dò thôi, tại vì cái tài sản của mình chia ra từng phần nhỏ mình vào. Thì hôm nay nó trần cái là ngày mai có thể là mình sẽ tính câu chuyện, nếu thị trường ổn mình sẽ vào thêm một nhịp nhỏ nữa để mà ổn định lại trong giai đoạn này nha anh chị. Thì cũng khá là may mắn, thì cái video thì mình luôn chia sẻ với anh chị nhà đầu tư mà. Thì ở trong cái giai đoạn này mình muốn chia sẻ cho anh chị một cái thêm một ý nữa là trong một cái chu kỳ của thị trường nha, cái khủng hoảng xảy ra anh chị, luôn luôn nó xảy ra, thị trường lên và thị trường xuống, thị trường lên và thị trường xuống, nó luôn xảy ra cái điều này. Và làm sao trong một cái chu kỳ thị trường xuống mình mất ít nhất và trong một chu kỳ thị trường lên mình kiếm lại được nhiều nhất. Đừng khi mà thị trường nó lên một chu kỳ lên thì mình lại được bỏ cuộc là không được nha anh chị. Mình bỏ cuộc là không được. Thì ở trong cái vấn đề này thì mình biết là cái áp lực và cái tài khoản của anh chị lỗ rất lớn, có những anh chị nhà đầu tư mất trắng cái tài khoản. Thì mình chỉ có một cái câu tâm sự chia sẻ thật lòng với anh chị nhà đầu tư là cái công việc hiện tại của anh chị nhà đầu tư, anh chị phải cố gắng để mà duy trì cái công việc này, không được để mà
mất việc và chán nản không muốn đi làm nha anh chị phải cố gắng cái công việc và cân đối lại cho mình giữa cái công việc và cái đầu tư, cân đối lại hai cái này cho nó thật sự hiệu quả. Và cái hành trình của anh chị nhà đầu tư sẽ còn rất dài và mình sẽ luôn là một người bạn để mà đồng hành cùng quý anh chị nhà đầu tư từ đây đến suốt cái cuộc hành trình đầu tư của anh chị nhà đầu tư. Nên thành ra là anh chị nhà đầu tư cứ an tâm và cân đối lại cái vấn đề này. Tại vì một số anh chị nhà đầu tư gọi cho mình khóc rất nhiều anh chị và chán không muốn đi làm, thì mình chỉ có tâm sự với anh chị, sẵn cái video này mình chia sẻ với anh chị nhà đầu tư như vậy, cân đối lại hai công việc và cố gắng vượt qua. Tại vì cái người mà thành công, người bản lĩnh anh chị, thì người ta phải vượt qua được những giai đoạn khó khăn như thế này anh chị, thì người ta mới thành công và đủ cái bản lĩnh chèo lái cái cuộc đời này sau này được. Ok, đó là những cái góc nhìn của mình. Và đặc biệt hơn nữa thì đối với cái thị trường này nha anh chị, nó tương đối là khó khăn, nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi, rồi nó cũng sẽ qua đi. Và đặc biệt là Sắc Phú, người ta là một trong những người mà mình thấy là tương đối có tầm nhìn, đúng không? Ở trong những cái mà sách thắng Việt Nam gì đó anh chị, thì mình thấy là Sắc Phú là ok, thấy là cái tầm nhìn của người ta ok. Người ta nói là cái điểm trũng của bất động sản có thể là qua năm sau anh chị, qua năm sau thì bất động sản nó dừng, nhưng mà chứng khoán thì nó luôn luôn chạy trước cái thị trường bất động sản, đâu đó là vài tháng, thành ra là cái cổ phiếu có thể nó chững trở lại. Một số doanh nghiệp nào yếu kém thì chắc chắn người ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn này, nhưng một số doanh nghiệp làm ăn kinh doanh tốt mà nó vẫn bị áp lực ở trong giai đoạn này. Tại vì chung khi mà thị trường xấu anh chị thì ai cũng sợ và không ai nghĩ tới về cái doanh nghiệp của mình nó tốt hay xấu. Những người mà tìm kiếm, tại sao sáng hôm nay mình nói anh chị nên tìm kiếm vào những cái doanh nghiệp nào nó ổn định đó. Tại vì nó giảm chung mà, cổ phiếu xấu nó cũng như cổ phiếu xấu, nó cạc margin chéo mà anh chị, nó giải chấp chéo mà, nó luôn chùm ở trong giai đoạn này, thì anh chị thấy là nó tương đối là nó nguy hiểm, đúng không anh chị? Nhưng mà rồi những cái viên kim cương nào nó đã là kim cương thì chắc chắn nó sẽ là kim cương, anh chị không? Nó đã là kim cương thì chắc chắn nó sẽ là kim cương, và nó là rác thì chắc chắn nó sẽ là rác. Thì ở trong giai đoạn sắp tới, những mã nào kim cương nó sẽ lội ngược dòng và nó đi lên trở lại, về lại những cái giá trị thật của những cái mã cổ phiếu đó. Tìm kiếm vào những cái doanh nghiệp quý 3 vừa rồi vẫn có lãi, và hành trình của nó chi cổ tức đều, và công ty làm ăn ngành nghề kinh doanh chính nó vẫn ổn định. Và trong cái giai đoạn sắp tới mình thấy được cái ngành nghề kinh doanh đó nó vẫn tốt, nó không có vấn đề gì ảnh hưởng nhiều đến cái thị trường của mình. Có thể là trong giai đoạn này vùng giá 80 mấy nó về tới vùng giá 10 mấy, thì có thể là mã cổ phiếu này nó bị một cái gì đó rất xấu. Như ông Warren Buffett nói một câu rất là hay anh chị, ông nói là có như cái sự điên rồ trên thị trường anh chị, đôi lúc nó có một sự trên thị trường có một sự điên rồ đó, thì cổ phiếu nó giảm mà, thì đó là cái cơ hội để mà ông có thể là lọc ra được những cái mã cổ phiếu tốt, và ổng và Charlie Munger có thể mua vào. Thì mình chỉ nói về cái ý vậy thôi nha anh chị. Và trong những cái video chia sẻ của mình thì mình nói cho anh chị nhà đầu tư rất nhiều rồi, mình là một người mất mát tương đối nhiều ở trong giai đoạn này nha anh chị. Nhưng lúc nào mình cũng lạc quan. Có hôm qua anh kia vô hỏi sao hôm nay nó lạc quan dữ ta, nó mất tiền sao nó lạc quan. Nhưng đối với mình nha anh chị, cái xu hướng về mặt sắp tới nó mới là cái quan trọng. Còn cái quá khứ của mình mất mát mình bỏ qua, mình không có gọi là nhìn nhận lại và đau khổ dằn vặt về cái quá khứ nha anh chị. Cái quá khứ thua lỗ, cái đó là cái sai lầm của mình, rút kinh nghiệm, và mình phải hướng về cái tương lai trong giai đoạn sắp tới, mình phải làm sao để mình lấy lại. Cái đó mới là cái thật ở trong cái thị trường của mình. Còn lại mình dằn vặt, mình đau khổ rồi, tại sao mình có số tiền đó mình không đi mua cái này mua cái kia, mình không mua nhà rồi đi, bây giờ mình để mất sẽ làm lại được. Tại vì mình đã dính vài cái cú rồi anh chị, vài cú trên thị trường rồi. Và sau cái đợt đó thì khi thị trường bừng tỉnh trở lại á, mình cứ dằn vặt đau khổ ở trong cái gặm nhấm cái nỗi đau anh chị, thì cái khi thị trường nó đã đi lên một cái đoạn xa rồi, thì lúc đó mình mới giật mình trở lại, và lúc đó mình lại vào thì nó chẳng còn cái gì để ăn hết gì. Nó giống như đi dự tiệc, đi ăn tiệc mà đâu đó là tới người ta mời 11 giờ mà tới 3 giờ chiều mình mới tới, thì người ta ăn xong hết rồi, người ta về hết rồi thì mình mới tới, thì mình chẳng còn gì hết. Trên thị trường tài chính nó cũng là như vậy. Thì cái đấy là một trong những cái vùng mà cái không có thông tin nhiều, và đặc biệt là thông tin xấu là chủ yếu. Và khi thị trường đi lên thì gần vùng cái gì thì thông tin nó sẽ được đẩy ra ngoài. Thì mình đang chờ thêm một cái thông tin nữa hỗ trợ của chính phủ, thì chắc chắn chính phủ sẽ hỗ trợ những cái doanh nghiệp nào tốt anh chị. Những cái doanh nghiệp nào tốt chắc chắn sẽ được hỗ trợ, nó luôn luôn là như vậy. Những người nào làm tốt, những người nào được làm ok thì chắc chắn là sẽ được quan tâm và hỗ trợ. Còn những người nào làm xấu thì chắc chắn phải trả giá trong giai đoạn sắp tới. Đó là một trong những góc nhìn của mình về thị trường. Và cố gắng nha anh chị, hai ngày sắp tới thì mình không thể nào mình live stream cho anh chị nhà đầu tư được rồi anh chị. Khá là buồn nha anh chị, khá là buồn là không, hai ngày sắp tới là phải ngưng live nha anh chị, tại vì mình có công việc. Ok, thì chắc chắn là mình sẽ có những cái video quay bằng điện thoại cũng được, mình nói câu chuyện về thị trường cho quý anh chị nhà đầu tư, thì mình luôn đi xuyên suốt mà. Anh chị nào quan tâm yêu quý hoặc là liên hệ với mình để mình có thể hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhà đầu tư trong cái giai đoạn sắp tới nha anh chị, theo số điện thoại màn hình nha. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mình nói cái câu chuyện hôm qua, có một cái anh nói là
là tại sao khi mà cái câu chuyện mình chia sẻ xong mình lại đều là anh chị nào yêu quý thì có thể là gửi cho mình một ly cà phê. Thì ở trong giai đoạn này nha anh chị, mình nói anh chị nhà đầu tư, đó là cái câu chuyện mà khi mình nói là cái sự quan tâm của anh chị nhà đầu tư, để mình biết được cái sự quan tâm của anh chị nhà đầu tư thôi. Còn thực chất cà phê 10 20 ngàn nó không quan trọng lắm anh chị, không quan trọng. Thành ra là cái sự quan tâm yêu quý của anh chị nhà đầu tư, khi mình chia sẻ được cho một cái cộng đồng mà nó có giá trị anh chị, thì đó mới là cái tốt. Mà mình nếu như mình không có giá trị thì không ai cho hết. Không phải dễ gì mà để một người họ lấy tiền họ để họ mua cho mình một ly cà phê uống đâu vậy, không dễ. Nếu như không quen biết, nếu như mà không chia sẻ được cái giá trị thì không có ai mà đi mua cho anh chị một ly cà phê uống đâu. Đó là cái nói thật nha anh chị. Nhưng mà khi mà anh chị nhà đầu tư mà gửi cho mình một ly cà phê, đó là một cái mà mình có thể là cảm nhận thấy cái tấm lòng yêu quý của anh chị nhà đầu tư. Cái đó mới là cái quan trọng nha anh chị, chứ không phải là mình đi 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 ấy cà phê nha. Có một anh nào đó anh vô anh cà khịa, nhưng mà mình ở đây mình giải thích cho anh luôn, tất cả mọi người đang xem cái video này cho anh biết, không phải dễ. Anh lên anh xin được một ly cà phê, anh làm sao anh xin được một ly cà phê nếu như anh không chia sẻ cái gì có ích cho cộng đồng? Cái đó là anh phải hiểu cái vấn đề đó, không đừng có cười nhạo người khác, và hãy tập trung vào lo cho mình đi, đừng bao giờ cười nhạo người khác, không chưa chắc mình bằng ai đâu. Thành ra là chúc mình thì luôn luôn chúc anh chị nhà đầu tư cố gắng vượt qua những giai đoạn khó. Sáng hôm nay thì mình đã đưa ra những mã rồi, VCG. Tại sao mình đưa ra VCG? Tại vì đầu năm tới là đầu tư công sẽ được đẩy mạnh rất mạnh nha anh chị. Tại sao mình cái đó là mình dự đoán thôi, còn lại thông tin thì chưa có. Thứ hai nữa, tại sao mình chọn một nhóm chứng khoán như là FTS? Tại vì cái mã này á, bắt buộc khi thị trường quay lại thì chứng khoán nó sẽ quay lại. Tại sao mình chọn GIL? Tại vì cái mã cổ phiếu này cái cuộc hành trình của nó rất tốt, nó là một cái mã cổ phiếu đầu tư giá trị ok, nhưng nó được định giá thấp ở trong giai đoạn này, và sáng hôm nay nó là một trong những cái mã cổ phiếu trần đầu tiên nha anh chị, trần đầu tiên của cái thị trường của mình. Ok, chúc anh chị nhà đầu tư luôn luôn thành công và gặt hái thật nhiều may mắn. Anh chị nào quan tâm yêu quý nhớ liên hệ với em theo số điện thoại màn hình nha. Cảm ơn và chúc anh chị có một buổi trưa ngon miệng. Hẹn gặp anh lại anh chị vào những cái video tiếp theo nha anh chị. Ok, cảm ơn mọi người nha. Mọi người nhớ yêu quý thì nhớ mời mình ly cà phê nha anh chị. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nha.